Rồi vừa rồi em đang hoạt dở cái đầu này, bây giờ em giới thiệu tiếp cái chị yêu nha. Sơ mi bình thường 259, lai này cái chị mua chỉ có 199.000 đồng thôi. Đó, rẻ hơn được nhiều hay bấy nhiêu ha. Tại vì đâu phải chỉ sale có một mình cái đồng này đâu các chị, em sale nhiều lắm. Một cứ thử mỗi cái một ít, nguyên cái hai này tại mà giảm giá không hà. Đây, sơ mi của em, hổng giờ chị nào chờ sale thì hôm nay sale nè, 199k. Em chào chị Phạm Thoa nha. Rồi, lai mới của em, các chị vào mình chấm bài cho em nhiệt tình hơn xíu nè. Mẫu này là 1377 các chị yêu ơi, sơ mi lụa. Sơ mi lụa 1377 sale còn 199, còn 4 size lận. ML, XL với 2X luôn. Nhưng mà cái form này nó hơi nhỏ hơn bình thường chút. Em thấy mặt nó hơi ôm á. Cỡ eo 2X chắc được 80 thôi nha cả nhà. 2X eo cỡ 80 cho em thôi. Nhớ trường hao cho em nha. Dưới 60kg là mặc vừa, sale 199.000 luôn. 199.000 đồng váy của em 1338 sơ mi hoa nhí vải lụa. Rất là dễ thương. Cái phần tay có nhúng sơn nhúng ly cho các chị ở đây nè. Em chào chị Bùi Hảo nha. Rồi váy này em sale 199k nha các chị. 1377 đầm sơ mi lụa, xe 199.000, size M, size M, size L, XL và 2X, em có full size mà form hơi bé. Tiếp về, form này dưới 60 cho em thôi, trên nữa nó chật á. Dưới 60kg mặc vừa cho em nha. Rồi em có cái đầm này của chuyến trước. Của chuyến trước chứ không phải chuyến mới nha. Của chuyến trước nên nó còn có một cái mà cái dây kéo của nó hơi bị, gọi là nó hơi bị bung chỉ một chút xíu, không phải hư khóa kéo nha, kéo vẫn được. Kéo vẫn được nhưng mà nó hơi bung một đoạn chỉ phía dưới này mấy chị coi nè. Thôi nó hơi bị bung, em kéo mạnh quá đó, nó hơi bung cái đoạn chỉ phía dưới này xíu như vậy. Đó, thành ra các chị về nhà mình chỉ cần có thể là đơm tay vô giúp em một chút ở phía dưới này thôi. Hoặc là mang ra tiệm chạy vô cũng được. Nói chung là muốn sửa xào sửa, em nay em giảm này luôn. Hơi bị bung chỉ đoạn phía cuối cùng một chút xíu nha. Chứ còn nguyên vẹn vẫn mặc bình thường, không có hư hao gì khác cái đoạn bung chỉ đó hết. Đây, hôm nay cũng đang sale cái này luôn. Còn có cái cuối à, thêm sale luôn. 69.000 cho các chị đây. Có chị nào nhớ mã này không? Cái đồng này em sale 69k, còn đúng một cái cuối cùng. Size M nha, về nhà nhớ đơm lại cho em xíu cái đoạn chỉ nha. 1324 em sale 69.000 luôn. Chào chị Trương Huyền ạ. Rồi chị nào thấy like của em chấm bài cho em với nè. Để em chào hỏi mấy chị xíu nè. Cái này eo được 68 nha cả nhà, 68-70 nha. Eo 68 hoặc 70 đổ về cho em là vừa. 69k, 1324. Size M nha, size M. Vẫn mặc bình thường nha, chỉ nó hơi bung đạn chỉ xíu thôi chứ khóa kéo vẫn bình thường. Em chào chị Quê Hương Bắc Giang, chào chị Đặng Tâm nè. Trời ơi, này có 69k, 1324 các chị ơi. Dạng à, dạng đầm đuôi tôm. Phía trước nó sẽ ngắn hơn phía sau chút xíu nha. Cái mẫu này em may là đằng trước nó sẽ ngắn hơn đằng sau nha các chị. 1324. Có chị nào có cái váy này của em đợt trước chưa? Này là của chuyến trước. Chắc trong này cũng có nhiều chị có rồi ha. Nên nó còn sót lại một cái đầm caro cổ vét. Đầm caro cổ vét sale 69k, còn đúng một cái cuối cùng. 1324 kèm số điện thoại cho em, sale 69.000 đồng luôn, dễ thương lắm. Đằng trước nó sẽ ngắn hơn đằng sau nha, kiểu đuôi tôm á. 1324, chị nào ưng thì bây giờ mình đặt luôn, còn không thì chút nữa có thời gian em mặc. Tại có cái một ha. Giờ đến lúc em mặc lên thì nó lại hết hàng đó cả nhà. Em sale cái mẫu đó là 69k luôn đúng không? Rồi tiếp tục bây giờ tới cái mẫu này. Có cái zoom. Em cũng còn cái zoom để em sale luôn. Chào chị Thương Lê nè. Dạ, sơ mi của em thì 199k chị yêu ơi. Cái sơ mi này là 199.000 á, em mặc á. Em mặc là sơ mi 199.000. Rồi cái zoom, em có cái zoom này nữa. Đồ bộ thì hiện tại em bán hết rồi. Chuyến trước em có bán đồ bộ nhiều lắm, bộ dài, bộ lửng, nhiều kiểu lắm mà hết rồi. Hôm nay thì em có zoom nha, em có cái zoom này dễ thương. Bình thường em hay mặc cái zoom xanh đó, mấy chị có thấy cái zoom xanh nhà em chưa? Đây nè, zoom xanh này hôm nay vẫn còn. Zoom xanh thì vẫn còn. Còn cái zoom mà thổ cẩm này á, nó có hai cái cuối thôi. Rồi để em mặc thử cho các chị coi. Form này thì hơi nhỏ nha, zoom này là phải... Thôi để em báo cái số ký với chị đi. Tại vì nó còn có hai cái cuối à. Zoom nha, đợi em xíu, zoom thổ cẩm. Em cũng sale 69.000 cho các chị luôn. Chị nào vừa chốt sale 69.000 cho em. Đây, em mặc nè, size XL đó cả nhà. Nó nhỏ xíu hà. Đây, 69k mẫu này của em nha. Còn hai cái cuối cùng. Đây là size XL. Chị nào cỡ 50 thôi. Em mặc á thì eo nó vẫn hơi rộng, nhưng mà cái hông thì nó vừa. Cho nên là trừ hao cái chị mua cái này về cho em. Mình nhớ trừ hao cỡ 50kg cái chị mặc cho em size XL. Đây còn một cái. Còn một cái size XL 50-52kg. Và một cái size 2X.
Một cái size 2X này thì cỡ 55 thôi, form nhỏ nha cả nhà, còn đúng hai cái. Còn đúng hai cái cưới 1281. Còn hai cái zoom cuối cùng. 1281 là zoom bóng dài, họa tiết khổ cẩm. Trời, mặc lên cái chị thấy sao, anh Giang chiều cao cái chân nó dài ra không? Đó, mà tại em may cái eo của nó, chiếc eo cao á. Cái caro là 1324 á chị Ngọc Nguyễn ơi, có một cái một hả? Cái caro là 1324, còn đúng một cái nha, eo 70 đổ về cho em. Đằng trước là nó sẽ, cái tà nó hơi ngắn nè, mấy chị coi nè. Nó sẽ ngắn hơn tà sau một xíu như vậy, sale 69k nha, hơi bị bung một đoạn chỉ đằng sau nha. Kẻo không nghe em giới thiệu lại bảo em giao hàng lỗi nữa đó. Em có nói trước là nó có hơi bung một đoạn chỉ đằng sau một chút xíu, chắc cỡ 2cm như thế này thôi. Về nhà đơm tay cũng được, hoặc ra tiệm đơm cho đẹp cũng được, nói chung tùy cái chị nha, 69k. Chị nào ok thì về nhà đơm lại giúp em xíu, nó chỉ lỗi chút xíu đó thôi. 1324 69 ngàn nha caro. Caro 1324 69 ngàn. Em chào chị Hai ạ. Rồi em đang mặc thì cũng 69 ngàn luôn. Em mặc thì không có bị gì hết trơn, ngoài cái phòng nó nhỏ. Zoom em đang mặc là 1281 cái chị yêu nha. Zoom em mặc là 1281. Chị Trần Lan vải mát nè, cảm ơn chị Trần Lan nè. Cái zoom này ấy cả nhà, ống dài nha. Zoom ống dài. Hôm nay sale với giá tiền là 69k. Em mặc là size XL nha, em 50kg em đang mặc XL luôn á, tại form nó nhỏ quá. Rồi em đang cầm là cái 2X nè, còn đúng hai cái cuối cùng thôi, sale 69.000 luôn. Một XL dưới 50kg và một cái size 2X là cỡ tới 55 là hết, form rất là bé. Đỉnh ngọc trai cho mấy chị coi nè. Đó, đẹp chưa? Cái này thổ cẩm nha. Còn em vẫn có cái zoom hoa xanh ở đây, zoom hoa xanh vẫn có, nhiều hơn em mặc chút. Còn em mặc thổ cẩm là 1281, đặt cho em cái mã vô. 1281 zoom thổ cẩm 69.000 đồng. Dạ, dạ không vừa chị, chị Bảo Đình ơi, cái này mà 60kg là không vừa rồi, cỡ 55 đổ về thôi. 55kg đổ về cho em thôi nha, em còn hai cái, 1XL và một cái size 2X. 1281 hôm nay em còn đúng hai cái cho các chị mình luôn. Một size XL và một cái size 2X nha. Rồi, tiếp theo bây giờ em sẽ chuyển sang mẫu khác nè. Giờ lên nào đây. À, rồi, các chị có thích cái đầm hoa nhí này không? Hoa nhí cổ bệt vai này hình như em thấy nó còn một cái size XL hay sao á. Đâu để em coi coi, em mặc xong em báo mình luôn. Rồi, đầm đuôi cá nha. Này hay gọi là đuôi cá bệt vai này các chị. 1386. 1386 là đuôi cá bệt vai nha. Đây. Đầm đuôi cá bẹt vai này các chị mặc hai kiểu, một là mặc cổ thuyền như em, chị nào không thích hở thì mặc cổ thuyền như vậy. Còn ai muốn hở chút xíu cho lạ lạ thì kéo xuống thành bẹt vai. Đây, 169 hôm nay xả hàng, 169k. 1386 169.000 đồng luôn. Còn size M, size L nha. Để em coi XL coi nó còn không. Size M với size L trước mắt nè, 1386. Rồi, em còn size M với size L và một cái size XL. Và nhà ơi trời, có chị nào XL không? Đặt nhanh, đặt nhanh. Còn đúng một cái size XL thôi, XL là tới 60kg á. Hôm qua có khách hỏi mà lại không có, hôm nay nó lại có một cái. Đặt liền nha. XL em còn thêm được một cái nha cả nhà. Hôm nay là em sale luôn á, chị nào nhanh là có đơn nè. Bình thường 200 hơn. Hôm nay trước sale có đầu 169, 169.000 đồng thôi. Chị nào lấy thêm chút đơn cho mình. 1386 169k nha. Rồi, 1386 169.000 đồng nha cả nhà ơi. Đầm hoa nhí cổ bẹt vai nha. Hôm nay sale 169.000 đồng luôn. Đây, có thể mặc bẹt vai như vậy. Còn đúng một cái XL thôi á. Chị nào XL là phải tranh thủ nha. M với L thì em còn tương đối, chứ XL chỉ có một cái à. Đó, mặc bẹt vai như vậy cũng xinh nè. Đây là cho kiểu nó lạ lạ hơn. Còn không thì cái chị cứ mặc cổ thuyền thôi. Ai không thích hở thì mặc cổ thuyền như vậy. Dạ, đang sale là 169 đó chị Hồng Diễm, đẹp không? Size M chị Thiện Nguyễn có đơn nè. Rồi ok, M em còn được à. Nói chung cái đồng này size M, size L thì tới mấy chục cái mỗi size lận. Đó, chị nào size M, size L thì không lo nha. XL mới lo, XL có đúng một cái. Trước sale luôn là 169.000. Đầm này là vải cát thái các chị yêu nha. Em đang mặc là chất cát thái. 1386 kèm số điện thoại. Em sale còn 169k thôi. Đặt sớm để em trừ hàng, trừ size giảm giá cho các chị mình luôn.
1386 nha cả nhà ơi, 169.000 đồng nha. 1386 169k. Đây. Đầm đầm hoa nhí nha, chị đã thích hoa nhí chọn này. Tay có nhúng thun và cái vai áo cũng có nhúng thun cho mình luôn, dễ thương cực kỳ. Chị nào ưng thì chốt sớm thì em còn còn chưa hàng chưa size nữa nha. Rồi, tiếp tục bây giờ em sẽ lại qua mẫu khác nha. Này nó ít quá. ML thôi chứ XL có đúng một cái một hả? Mang tiếng ba size mà size XL có một cái, tranh thủ đặt liền giúp em. Ngày hôm nay là em sale luôn với giá tiền là 169.000. 1386 chị Sola Nguyễn có đơn nè. Rồi ok. Chị 52 kg vừa hông vừa chị, 52 cỡ size L thôi. 52 cỡ size L là ok rồi. Cỡ 58 60 á thì em có một cái, chị nào size này phải tranh thủ. Ngày chiều nay các chị hỏi lại chưa chắc đã còn đâu nha. Chiều nay hỏi lại thì em chưa chắc. Bây giờ mình mua thì em có còn một cái XL. Chứ chút nữa thì hên xui nha. Hôm nay xem 169 thôi. Không phải 200 200 mấy đâu mà 169 ngàn đồng. Hoa nhí bệt vai. Rồi lên cổ vest. Cổ vest này cũng rẻ. Cổ vest này nay sale có 150. 149k mà full size cho các chị mình luôn. Đây. Em này là 1376. Đầm em mặc là 1376 các chị yêu nha. Em sale luôn. 149. 149.000 đồng. Trời ơi đầm poly mấy chị yêu ơi, vải xịn nè. 1376 nha, poly co giãn. À, tăng được 67 kg luôn. Cỡ 65 67 kg độ về cho em mà em sale có 149 à. 149.000 cho em luôn. Đây, poly với chị coi nè. Chất có co giãn nha. Dạ em chào chị Ngọc Nâng ạ. Các chị nhớ chấm bài cho em nha. Mình có muốn em hỗ trợ về đầm này tư vấn sản phẩm hay là bất cứ cái gì thì cứ comment ở phía dưới, em rảnh em trả lời hết luôn. Bình thường á hả, nhiều khách thì em chưa trả lời kịp chứ hôm nay ít ít thì em trả lời được hết cho các chị luôn nha. Muốn em mặc nào hay muốn hỏi em gì cứ nói phía dưới. Rồi, cái này sale 150, size từ 40 tới 67 kg. 40 tới 67 ký mặc vừa cho em, xe 149.000 đồng cổ vét. Caro màu xám các chị nha, size từ 40 tới 67 luôn. 65 bình thường ha, cái này co giãn nè. Chị nào mà thích co giãn là phải thử chọn cái chất này cho em, poly. Đầm poly có cái túi ở đây, dễ thương không? Chào chị Thảo Lê ạ, à, chào chị Sáu Đỗ nè. 1376 nha cả nhà, 1376. Giá hôm nay sale là 149k nha. 1376 hôm nay sale là 149k nha cả nhà, size M, size L, XL và 2X nha. À, 53 kg chốt 1376 rồi, ok. Em chào chị Minh Thùy đã chia sẻ nè. Đó, chị Minh Thùy hiện tên lên là có uy hiệu người chia sẻ liền. Chị nào mà có uy hiệu này đặt cái làm chốt liền hả? Khỏi cần phải tư vấn hỏi nhiều luôn á. Thấy có huy hiệu là chốt đơn liền. Rồi em mặc là full size 67 kg độ về, sale luôn là 149.000. 149.000 đồng thôi, dễ thương lắm. Dán đầm xòe. Rồi giờ xòe giờ tới ôm nha. Em mặc cái này xòe rồi, để em coi có cái ôm nào đang sale không. Ôm thì có luôn. Có cái ôm này sale 99.000, không biết mấy chị mua chưa. Sợ mấy chị khách quen vậy em là có hết rồi á. Chị nào khách mới á, ví dụ như nay mình mới biết shop đi, nay lần đầu tiên coi live shop mới biết shop đi ha. Em có nhiều đồng sale cỡ 99 lắm, 99, 140, 170 này kia nhiều giá lắm. Cái mình muốn em lên cỡ tầm nào, hôm nay mình chia ra cỡ tầm nào để mua đồ thì em sẽ giới thiệu cho mình những cái đồng trong cái phân khúc giá đó, rồi mình ưng cái nào mua thôi. Bên em hỗ trợ cho kiểm tra hàng, giá rẻ nhưng mà không có lo về chất lượng, vẫn cho xem hàng, kiểm tra hàng thoải mái các chị yêu nha. Rồi nhận hàng tại nhà với trả tiền luôn cơ. Em chào chị Đặng Hương ạ. 1376 váy của em nè, 1376 149k. Đây đầm vest dài cũng không dài lắm, mẫu này nó chỉ vừa chống gối em thôi. Còn nếu thích dài em có cái màu cam này dài hơn nè. Này em có cái vest cam này dài hơn nè cả nhà. Cái màu cam này nó sẽ dài tới bắp chân của em. Còn bây giờ cái em đang mặc thì nó sẽ ngang ngang tầm gối thôi nha. Có cái dài có cái ngắn, có cái ngắn trên gối luôn. Chiếc này có vest ngắn trên gối cũng có luôn. Rồi chị Mỹ Lan lấy 1376 size XL, ok luôn, 149. Chị có đơn chưa em? Chị Hương Lê em đọc tên chị chưa? Em có đọc tên chưa ta? Tại em like tới hai bên đó nên là em không biết là cái chị đặt nãy giờ có đọc tên mình chưa.
Em đọc tên rồi là yên tâm, còn chưa là đặt lại cho em thêm lần nữa nha. Có thể là bị ẩn comment hoặc là em bị sót cái đơn của mình. Chị Trần Quyên, đầm này đẹp chị nhận rồi, và em cảm ơn chị Trần Quyên nha. Có 150 là các chị mua thử trải nghiệm chất poly nhà em coi, vải này bao xịn luôn. Thường mà đầm chất poly là giá nó phải tầm 300, 350, mà riêng cái vải này em sale có 149k cho mấy chị trải nghiệm rất mới. 149.000 đồng, 1376 nha. Đây, vải bên em chị rất thích từ chất tới kiểu, dạ cảm ơn chị Nhung Lê luôn. Thiệt, đầm bên em với chị khỏi lo về chất liệu đi. Em sợ là không biết may hoa này kiểu này mấy chị ưng không, chứ về nếu mà ưng về cái kiểu rồi á thì chắc cái chị khỏi lo nha. Dạ chào chị Thanh Vân nè. Rồi đầm đang mặc em sale với giá tiền là 149.000 đồng luôn. Thôi tiếp tục bây giờ em chuyển sang mẫu khác đi nha, lên một cái đầm mà body cho mấy chị đi ha. À quên, có cái body này nhưng em chưa có mặc nè, body kim tuyến. Đây, em chưa mặc này phải không? Cái body kim tuyến cổ đổ này trời, để dành đi mốt đi đám cưới đám tiệc á cả nhà. Siêu phẩm nè, nổi bần bật luôn. Tại vì nó có kim tuyến á, nó lấp la lấp lánh. Rồi đây, mẫu này là 1345 của nhà em nha. Siêu nổi lấp la lấp lánh, trời ơi, có 99 ngàn. Có 99 ngàn thôi. Cổ đổ nha cả nhà. Body cổ đổ nha. Hôm nay sale 99 ngàn này mấy chị tin được không? Có ai mua được cái đồng này của em chưa? 1345 nè, 99 ngàn thôi. Nay xả luôn. À, hơn mà nhưng mà nó lẽ sai rồi. Em coi nó còn sai gì ta. Bữa trước cái này về full size, trời mấy chị khách size lớn thì em thích lắm. Tại nó có co giãn, mặc body mà không có sợ là ôm quá khó chịu á, nên là khách em rất là mê. Rồi đây mẫu này em sale 99 ngàn. 1345. 1345. Em còn size M cái chị, size M nhưng mà có co giãn nha. Thì tầm 55 cũng được. 55 kg đổ về cho em cái chị vẫn có thể mặc được luôn. 1345 99k. Chất liệu Atacy nha, Atacy kim tuyến, may cái cổ đổ nè. Đó, ví dụ mấy chị thấy cái đầm này nó hơi trơn thì mình có thể kết hợp thêm dây thắt lưng vô nha. Hôm nay đơn 600 em có tặng quà, một là cái thắt lưng này, một là cái thắt lưng này của em. Đơn 600 cái chị sẽ nhận được một phần quà nha, nhỏ thắt lưng hoặc là cài áo hoặc là dây chuyền, đây những cái sợi chuyền như vậy đó, tùy nha. Đơn hàng 600 thì em sẽ có tặng, và em sẽ tặng ngẫu nhiên cho mình nha. Đây, dây chuyền nữa. Một trong hai nha, chứ không có tặng vừa dây chuyền và thắt lưng. 600 ngàn em sẽ tặng một phần quà dây chuyền hoặc là thắt lưng hoặc là cài áo nha cả nhà, rất là nhiều quà cho mình luôn. Đây thấy không, mấy chị thấy mấy cái đầm nó trơn như vậy, mình có thể phối kèm thêm phụ kiện tùy ý các chị mình luôn ha. Nổi chưa? Nổi cái đầm lên liền luôn. Có 99 ngàn hà, 1345, size cỡ 55 kg đổ về cho em. 55 kg đổ về cho em là vừa cái này, chất liệu Atacy kim tuyến, có co giãn luôn. Cổ đổ chị hoa hồng xanh nè, tại vì em ở đây mặc nhanh mấy chị coi, em đâu có chỉnh kịp cho nó đẹp đâu. Còn khi cái chị về nhà mặc mình chỉnh cho nó đẹp đẹp chút xíu cái cổ. 1345, 99 ngàn đồng. Trời ơi, xuất sắc chưa? Atacy kim tuyến, cái màu này nó hơi xám xám chút xíu. Rồi chị pha lê tím được đơn 1345. Dạ có sẽ tà chị, cái này nó vừa chất co giãn với chị coi nè, cái chất của nó nè, vừa co giãn mà còn vừa sẽ tà đằng sau nữa. Đó, thì các chị mình yên tâm là mặc nó thoải mái lắm, không có thấy khó chịu chút nào. Mặc đầm này cả ngày vẫn thoải mái nha, 99k cho em, chia sẻ 3 lần có đơn ạ. 1345 99k, body không tay cổ đổ nha. Chị Minh Thùy đã chia sẻ cho shop, cảm ơn chị Minh Thùy nè. Rồi, chị nào thấy like của em thì mình thấy hôm nay sale mẫu nào ưng, mẫu nào đẹp, thấy giá ok là phải đặt liền. Tại vì những cái chuyến hàng này em sale hết, đợt sau em về kiểu khác mất tiêu rồi. Chứ em đâu có về cái kiểu này nữa đâu, chuyến sau là về hoa khác kiểu khác nha. 1345 nha các chị. Em sale 99k nha, 99 ngàn, size dưới 55 kg. 55 kg đổ về cho em body cổ đổ. Body cổ đổ 99k, 1345. Rồi thôi, tiếp tục em lại chuyển mẫu đây. Mỗi đầm em mặc có 1-2 phút thôi nha, để em quay hết rồi. Chứ em không có đứng lâu được, nên là các chị cũng tranh thủ xem ưng cái nào mình đặt luôn cho em. Chứ hồi một khi em qua mẫu rồi á, cái mấy chị hỏi lại em đâu nhớ đâu.
mình hỏi lại, ủa này em mặc cái đó cách đây 5 phút, cái đây 10 phút, em thay mẫu nhiều quá đâu có nhớ mã đâu. Đó là bó tay luôn á. Nên là cố gắng đặt cái mã liền cho em để tránh trường hợp bị quên, bị nhầm nha. Nhận không đúng cái mẫu mình thích, nó mất thời gian cái chị mình phải đổi nữa nha. Chị Phương Trinh có đơn nè, 53kg hả chị? Vẫn được, đầm này dưới 55 cho em. Dưới 55kg mặc vừa cho em, sale có 99.000 hà. Đầm này chị có rồi, đẹp, hôm nay shop sale quá xá rẻ. Rồi khách em bữa trước mua là 190-200 mấy không á. Hôm nay là em sale có 99.000 thôi, 1345 cho em nha. Rồi lên một cái đầm suông đi. Lên một cái đầm suông chữ A cho các chị nè, caro màu xanh. Một em váy suông caro xanh nha. Này thì dưới 65kg vẫn vừa. Dưới 65kg đổ về cho em, giá sale 139. Em chào chị Hương Đặng nha. À, đầm dân mặc. À đầm đang mặc hả chị? Cái này là 1345 á chị Quỳnh Như ơi, phải cái này không? Phải cái đang mặc không? 1345 chị nha, cỡ 55. Có khi 57 vẫn vừa, nhưng mà 57 cái chị mặc thì nó hơi mỏng vải xíu nha. Tại vì cái chị cũng biết mà, mình căng ra nó phải mỏng đi rồi đúng không? Chứ đâu phải vải căng ra nó dày đi đâu. Mỏng á nha, nếu mà cái chị 57-60 mặc vẫn có thể vừa, nhưng mà nó hơi mỏng vải chút xíu, thì chị nào thích vẫn có thể bon ken được luôn ha. 99.000, cầm nó không có được đẹp, nãy mặc thấy khác liền với chị đấy không? Tại em may cái kiểu nó nhúng ly hai bên nè, đó. Nó nhúng cái ly hai bên như vậy, cái cầm nó bị đùng lại ở giữa, nhìn không có xinh ha. Mặc lên form mới thấy được, quá đẹp, 99.000. Rồi đây, đầm này 139, mẫu của em là 139.000 đồng, caro màu xanh, dáng chữ A, vừa ngang tầm gối của em thôi, không có dài quá. Mẫu này tính ra cũng là form ngắn á, 1380 nha cả nhà, em sale 139.000 luôn, 139.000, 1380, caro xanh, dáng suông chữ A. Chút xe 139, size từ 40-65kg. Chị Quỳnh Như mình đặt size M, mình đặt size L là các bạn không có chút đơn được đó chị. Size M cho em, tại vì nó chỉ còn size M thôi, nhưng mà cái chất của nó co giãn tốt nha. Mình ghi size L là mấy bạn sẽ nhắn tin cho chị liền là chị ơi đầm này em hết hàng rồi. Đó, chị lựa có phát cho em là hụt đơn, trong khi mình vẫn vừa cái size M. Ghi size M cho em mới được nha. Caro hả chị, caro trên sàn thế nào đây ta? Em đang mặc cũng là caro nè, chị muốn coi cái caro nào. Ở bên này em có cho mình là caro cổ vét màu hồng màu cam. Đây, caro cổ vét nè, màu hồng với màu cam nè. Em mới mặc là một cái caro cổ vét màu xám rồi ha. Còn hai này cũng cổ vét, cái hồng cái cam. Rồi em mặc thì có hai màu nè, màu trắng đen. Trắng đen là 1379, giống kiểu em đang mặc luôn, giá bằng nhau 139. Nhưng mà cái đen trắng này em lẻ sai rồi, 1379 đen trắng. Hôm nay là em toàn cho các chị là size cỡ 57. 1379 là caro đen trắng các chị nha. Còn hai size M với M L, do là phân của nó rộng á, cho nên tầm 57 đổ về cũng được luôn. 57kg đổ về cho em có 139 nè. Chào chị Ánh Tuyết nha, 139 nha mẫu này cho em nè. 1379 là đen trắng, còn em mặc là 1380 nha. Ưng màu nào mình cứ chốt màu đó thôi, tại giá nó bằng nhau, hai cái cùng giá, hai cái cùng kiểu luôn. Rồi em xem cái này 139, quên em chưa có ghi cái giá phía dưới. 1380 sale 139.000. À 139.000 đồng. À, mặc cái đầm đen phía sau lưng em coi đẹp không? Cái đầm đen phía sau lưng em. À trời ơi, cái này khỏi lo. Cái này chỉ sợ mấy chị không mặc vừa thôi. Chứ cái mẫu này nha em là siêu phẩm đó các chị. Dạ hội 509 giá cũ. Hôm nay em chốt 150 luôn, nhưng mà còn có đúng cái một nha. Đợi em xíu. Giờ cái này khỏi lo về chất liệu luôn. Khỏi nhìn cái hàng, các chị coi cái vàng hoa thêu nè. 150 là chắc mới cái vàng hoa thêu thôi á đúng không? Dạ hội có bút ngực sẵn luôn nha. Đợi em xíu em giới thiệu này. Có cái một hà. À... rồi chị Quỳnh Như 45 size M, ok. Caro cổ vét màu cam hả chị? Có 159 thôi. Cái caro cổ vét màu cam này em sale có 159 à. Không biết hôm nay còn size, còn mấy size nữa. Tại bữa giờ em thấy nó cũng có lẽ size rồi. Đây cái này đúng không? Đợi em xíu đi. Em mặc cái màu đen này cái đã nha.
Em mặc cái màu đen này thử cho mấy chị coi nha. Không biết vừa không nha, tại vì còn có một cái size M thôi đó. Trời ơi, cái này mà chị nào size lớn, chị nào size lớn mà thích cái đầm đó là em chia buồn, không có vừa. Đầm đó nó là chất chiết phông, nó không có co giãn đâu. Rồi chị Ngọc Loan lấy 1380 em mặc nè. Bây giờ em chuyển sang cái khác nha, lên cái đầm mà hoa theo cho các chị coi. Ồ, cái mẫu này xịn sò cực kỳ luôn, 590 em bán tại cửa hàng lúc anh mới về không các chị. Nay nó còn có cái thôi, một cái nha, một bà mà gì quên rồi mày ơi, 143 đúng không? Nhưng mà không biết có mã này trên đây không trời. Để em coi coi, để em nhập có mã này, nhập mã nào luôn á. No, có rồi, nhập cái nào đây, 1000 nha. Hỏi giờ cứ cái nào không có thì cứ nhập 1000. Ôi, 1303 đi, 1303, ok rồi. Rồi bây giờ cái váy này của em nha, cái mã nó đúng á là mã khác, nhưng mà bây giờ số lượng nó chỉ có một cái một thôi, cho nên là các chị đặt cho em theo cái mã là 1303 đi các chị, 1303 cho em dạ hội hoa theo. Nhìn nè mấy chị, cái dàn hoa theo nè, ở trong em có bút sẵn luôn, bút cực sẵn luôn nha. Cái dàn hoa theo này là hoa nổi hết luôn á, còn đúng một cái size M, còn đúng một cái size M nha. Em sale với giá tiền là 149 ngàn cho các chị mình luôn, 1303 các chị yêu nha. Còn một cái size M dạ hội, dạ hội mà chỉ có 149k. Trời ơi, cái này chị nào mà vừa vừa là phải đặt liền, chứ em có đúng một cái cỡ như năm chị lên đơn là cũng chỉ có một chị được chốt thôi á. Cái váy này mà 10 chị lên đơn thì cũng chỉ có một chị được chốt thôi nha. Em sale 149 luôn. Dạ hội hoa thêu nó dài như vậy nè mấy chị, dài phủ cái gót chân em, dài phủ cái mắt cá chân em luôn rồi nè. Đó, 149 ngàn, 1303 size M, eo 70 đổ về cho em. Chị nào eo 70 là phải mua liền. Hôm sau nhớ quay lại review cho em là chị đã nhận được cái dạ hội nha các chị. Ai mà mua được cái dạ hội này hôm nay thì em chúc mừng mấy chị luôn á. Chứ 590 khách em mua 2X em không có hàng bán nè. Mà em sale cái này em mờ có 150 thôi. 1303 cái chị nha. Đó, em thấy là có tới mấy chị lên đơn lần giống nhau rồi nè. Em thấy có tới mấy chị lên đơn giống nhau rồi, không biết chị nào chia sẻ rồi. Tại vì đồng này nó có một cái, cho nên là chị nào đặt nhanh nè, đặt đúng nè, rồi chia sẻ đủ 3 lần rồi thì em sẽ rút trước. Chứ giờ đâu có hai cái, ba cái để em chia ra đâu, chỉ có một cái thôi. 1303 cho em 149 nha. 1303. 1303. Em sale 149k nha cả nhà, size M. Eo dưới 70 đổ về cho em nha. Chị nào eo dưới 70 là đặt hàng luôn, 149 ngàn. 70 cân hả chị? Có, 70 cân chị thích body không? Chị thích body hay chị thích đầm suông hay là chị thích đầm xòe không? Tại 70 cân em cũng có tính mấy mẫu rồi. Chị thích kiểu sao để em giới thiệu cho nó dễ nha. Rồi sau cái này em mặc cái caro này đi, có chị khách hỏi caro này trước. Rồi, chị nào size to 70 cân, thích body hay thích đầm suông hay thích đầm xòe, hôm nay cho em biết đi, em lẽ lên mẫu đúng theo ý mình cho nó dễ. Ồ, vàng hoa theo 1303 nha cả nhà, đúng một cái nha, chia sẻ cho em 3 lần nha. Mấy chị lên đơn trùng nhau là em sẽ dựa theo là chị nào đặt đúng đặt nhanh, rồi đủ 3 lần chia sẻ là em chốt á. 149 ngàn, 1303 là dạ hội, dài tới mắt cá chân của em, qua mắt cá chân luôn. Rồi bây giờ tiếp tục lên cái caro cam. Lúc nãy có chị khách nè hỏi em cái caro cam nè, mẫu này thì sale có 159 à. Nhớ này là 1303 nha, mai mai tôi quên á. Rồi bây giờ em mặc cái này nha, 1382. Caro cam là 1382 nha cả nhà. Caro cam là 1382 nha, hôm nay em sale luôn 159. Đây caro cam. Caro cam cổ vest này là phong ngắn, em mặc nó sẽ vừa chấm trên gối. Caro cam nha, 1382, khoan đợi em xíu. Em qua cái số lượng coi, tại mỗi ngày số lượng nó cứ chênh lệch đó cả nhà, thành ra là phải kiểm tra lại hoài luôn, like nào phải kiểm tra lại cái like đó. Rồi, giờ em đang mặc đây, 1382. Chất liệu là cara không có co giãn nè. Rồi xong, còn hai size M với lại ô size L với size XL. Em còn cho cái chị có hai size thôi, L và XL. Vậy là cỡ 50 tới 60 kg.
xong hết M rồi. Em hết M, hết 2X luôn rồi. Giờ em còn 2 size các chị nha. 1382 nè, em xe 159. Em còn 2 size nha cả nhà, em L với lại XL nha. Chị nào size L là em còn nè, XL cũng còn mà còn có 2 cái à. Đa số là size L thôi. Chắc là hết 2 cái size XL này ngày mai hoặc chiều nay các chị quay lại. Mình sẽ nghe em báo đầu này nó còn có 1 size quá à. Có chị nào mà XL không, còn đúng 2 cái nè, nhanh tay nha. Em sao rẻ mà 159 chai thôi, khỏi suy nghĩ. 159.000 đồng thôi. 1382 là caro cam, có túi thiệt luôn. Đó, có một cái túi thiệt ở đây, chất rất là êm, mặt mát, nhẹ nhàng, cũng đứng form, dày dặn luôn. Chị Minh Hòa lên mẫu này đẹp, chị mua rồi, hên quá, bữa trước chị mua được cái size lớn. Thì hôm nay mà chị đặt size lớn em đâu còn đâu, đây còn có 60 độ về, 50-60. 1382 caro cam. Rồi 82, trước size L chị Dung Nguyễn nè. 1382, 159.000, chị Hương Đặng cũng lấy cái size L luôn. Có chị nào XL không? XL em còn 2 cái nha, 60kg á. Dài thì cái đồng này nhiều chị sợ nó ngắn, nhưng mà nó cũng tùy theo form người nữa. Đây là em cao mét 60 nè, là em mặc nó sẽ chấm trên gối. Chị nào mét 60 thì giống em ha. Chị nào mét 55, mét 4, mét 5, 55 thì vẫn sẽ dài hơn em mặc một chút xíu, chứ không phải là ai mặc cũng ngắn nha. Xe 159.000, 50-60kg hoặc người cho em từ 50-60kg. 1382, 1382 kèm số điện thoại, size từ 50-60. Dạ hết M, hết 2X. Hết 2 size đầu xong cuối xong rồi, bây giờ còn size dính giữa. Chị Diệu Hà 52kg rồi, có đơn chị yêu ơi, có, chị lấy thì cho em xin mã. 1382 xe 159. Đỡ qua XL hả chị Hương Đặng, rồi ok. Đẹp, cảm ơn chị Nguyễn Tín nha. Đẹp mà rẻ quá trời luôn á, có 159.000 thôi hà, mà mua được nguyên một cái đầm vest luôn. Đó, vải này cái chị nhận là ưng liền hà. Thế chút này là Cara, cũng là vải mới của nhà em ha. Rồi, tiếp theo bây giờ em chuyển mẫu nha. Xe 159 cho đầm này của em. À đây, em có cái mẫu này cũng đang hot quá trời luôn nè. Nhưng mà phong này nó bé, cái chị nhớ trường hao. Cái đầm mà thôi rồi. Đây, cái đầm này nè, đẹp lắm cái chị, mà nó form nhỏ. Cái mẫu này nha, đẹp mà form nhỏ, nên là nhớ trường hao cho em, phải dưới cỡ 55kg thôi. Em sell 99.000 luôn. Đây, đây là 1364 nha cả nhà, 1364. Và form này thì các chị thấy nha, em đang mặc luôn cho các chị coi. Bình thường em mặc size L á, là nó vừa. Nhưng mà hôm nay em sẽ mặc thử cái size M cho các chị xem. Em chỉ mới kéo khóa được 1/2/3. Đó các chị thấy không? Đằng sau là em chưa kéo được hết khóa luôn. Form này nó nhỏ nha, mặc như vậy cho mấy chị biết luôn. Tại nhiều khi em đó form nhỏ, mấy chị khách không nghe theo em, cứ đặt size như bình thường, cuối cùng về mặc nó lại chật. Thì đổi thì vẫn đổi ra, nhưng mà các chị biết không, nó mất thời gian của các chị mình thôi. Đó, em sẽ 99.000 luôn. Đây, cái váy này 99.000, phong nhỏ, nhớ giúp em nha. Phong rất là nhỏ luôn. Size M em mặc là em không có kéo khóa được hết luôn nè. Em 50kg đó các chị, mà size M mặc nó chật luôn ha. Cho nên là cỡ 45kg đổ về size M nha. 1364 99.000, 1364 99.000 các chị yêu ơi, chia sẻ có đơn. 1364 nha, hiện tại em còn size cỡ 55kg đổ về các chị. 55kg đổ về cho em 99.000 đồng, size dưới 55kg nha, trên là không vừa đâu. Đồng này mà trên nữa là chật liền, kéo khóa không được liền. 99k cho các chị mình luôn. Rồi, cái 1303. Để em kiểm tra nha, tại cái đầm đó nó có một cái hà, cho nên cũng dám nhắc ăn là chốt hứa chốt chị nào nữa. Có địa chỉ của chị rồi đó, ok chị Dương Nguyễn luôn. 82 chị Thúy Phượng nè. Rồi, xem váy nền đen hoa hồng, nền đen hoa hồng. Phải cái em mới cầm vô không? Đây phải không? Em nãy em định mặc nè. Phải chị muốn coi cái này không? Em vừa định mặc á, nhưng cái em lại đổi sang cái này 99k trước. Chị coi cái này đúng không? Nền đen hoa hồng này. Hay là chị muốn coi cái mẫu mà nó có cột dây ở trên cổ áo? Đây, em còn một cái hoa này nó cũng hồng hồng mà nó có dây cột trên cổ áo nè. Còn em này thì hoa hồng đỏ nha. Hoa hồng đỏ là cổ vuông tim, cổ vuông tròn.
Còn em này là hoa hồng, có hoa bi, có hoa hồng và có dây cột trên cổ áo. Chị thích coi cái nào để em giới thiệu luôn. Rồi, còn bây giờ váy của em là 99.000, size dưới 55kg thôi. Trên là không vừa đâu nha, rất là nhỏ. Dưới 55kg và các chị nhớ tăng lên một size cho em. Bình thường các chị nào size M là mua cái này size L mới vừa nha. 45kg độ về là size M rồi. Cỡ 48-50 là phải size M mới vừa luôn. Có 99.000 thôi. Vải thì đẹp, mấy chị yên tâm, hoa văn cũng lạ. Bao nhiêu chị khách size lớn thì em mua mà em không dám chốt nè. Tại đâu có vừa đâu. Mặc dù là có 99.000 thôi. Thật sự em muốn chốt cho mình lắm nhưng mình mặc không có vừa nha. Cỡ 55 độ về thôi. 99.000 đồng. 1364, chị nào vừa nên mua, vừa đẹp vừa rẻ, 99k. Có điều sai bé, 99k nhớ trừ hao giúp em tăng lên một size. 1364, 1364, 99.000 đồng cho em nha. Rồi xong chưa? Tiếp tục bây giờ sẽ qua mẫu khác nè. Chị muốn coi có hoa hồng nào, hoa hồng nào chị Dung Nguyễn ơi, comment phía dưới giúp em đi. Chuẩn bị em qua mẫu rồi nè. Em mỗi đầm em mặc có mấy phút à? Em chuẩn bị thấy khác rồi. Hết thời gian á, đầm có 1-2 phút thôi. 99.000 nha, dưới 55kg. 99.000 đồng dưới 55kg độ về cho em. Rồi tiếp theo, hay là bây giờ em chuyển sang một cái đầm body nữa nha. Hồi nãy có chị khách hỏi 70, xong rồi em hỏi chị thích suông hay xòe hay ôm, cũng không thấy trả lời em luôn. Chưa thấy trả lời em luôn, thôi mặc đãi này đi. Hoa hồng, hoa hồng, hoa hồng đẹp. Hoa hồng là sao chị Đặng Hương? Hoa hồng đẹp mặc là sao? Hai cái hoa đây em thấy cái nào cũng đẹp hết trơn á. Hai cái nào cũng đẹp. Giờ em chỉ chờ là cái chị thích cái hoa nào hơn thôi, chứ cái nào cũng đẹp hết trơn á. Rồi 70kg thì coi cho em thử cái này cái đã, cái đầm này nha. Có co giãn luôn ha. Đầm này 68-70 tùy chiều cao nha. Nhớ cho em xin chiều cao cân nặng với luôn cả số đo 3 vòng để em tư vấn cho nó dễ. Rồi body B, body B nha cả nhà. Size này, đầm này có co giãn nè, chất ánh kim có co giãn nè. Rồi, các chị mặc trơn như vậy cho em thôi là nó cũng đẹp rồi. Nhưng mà thích thì có thể phối kèm thắt lưng vô. Đầm này 600 có quà nha các chị nha. Đó, chị nào được tặng cái cổng thắt lưng này, trời ơi tiện lắm luôn á. Đầm nào mình mặc nó hơi rộng mình đeo vô cái nó vừa luôn, khỏi sửa luôn. Đầm hơi rộng đeo thắt lưng vô cái thành vừa nha. Nay em xem mẫu này 199, size từ 40 tới 68, thậm chí 70kg cũng vừa. 1361, 1361. À, hoa hồng đẹp và mát. Ý là chị Đặng Hường chị nói cái đầm hoa hồng đẹp và mát, các mấy chị thấy không? Đầm đó là khách em mua nhiều lắm rồi, mấy chị cứ yên tâm thiệt. Mấy cái vải bên em mình đừng có lo mấy chị ơi, lựa kiểu thôi, khỏi lo chất liệu nha. Tại chất nào nó cũng mát hết trơn á, chất nào cũng êm cũng mát. Có cái thì lấp lánh, có cái thì không thôi. Hoặc là cái co giãn nhiều, cái co giãn ít thôi hà. Chứ không có lo về cái nào mát, cái nào không nha. Rồi đây body B của em đang mặc nè, có co giãn luôn. Ủa, em đã chốt với chị Dương Nguyễn đâu? Đó, mấy chị đấy không? Đó, mấy chị đấy không? Cho nên là em đâu có đọc tên chốt chị nào đâu. Chưa, em chưa có chắc ăn chốt trái trơn á. Em chưa hề đọc tên chốt đơn. Mấy cái đồng mà còn 1-2 cái em không dám đọc luôn mấy chị. Tại em sợ, là đọc chị này, chị kia đặt chưa được chốt vì chị mấy chị đã giận. Đó là lý do vì sao mấy chị khách hỏi em là em ơi chị được chốt cái này chưa, chốt cái kia chưa, hay là chốt cái này cho chị nha. Em không dám trả lời thiệt sợ luôn đó. Tại em chưa có kiểm tra được là giữa hai chị hay là ba chị ở đây là chị nào đã chia sẻ rồi 3 lần rồi đó, rồi chị nào là đặt đúng nhất luôn, hay là chị nào mặc vừa nữa, quan trọng phải vừa nữa cơ. Cho nên là em chưa có dám đọc tên, em chưa có chốt được 303 đâu. Dạ hồi đó là em còn đang chờ các bạn kiểm tra nữa nha. Nên là các chị nhớ đặt nhanh giúp em. Một phần mình đặt nhanh với mình chia sẻ rồi á thì mình sẽ được ưu tiên. Chứ em thì em không dám ưu tiên chốt chị nào hết trơn á. Tại chị nào cũng là khách nhà em hết. Nên là mấy chị mình khỏi lo nha. Em không dám chốt ai, ưu tiên ai hoặc là ai không đâu. Rồi cái đầm này em xem 199 nè. Như cái mẫu này thì full size đi, em dám chốt luôn. Cái đầm này thì full size, chị nào mua em cũng chốt hết. Này khỏi lo, này hỏi dành nhau luôn nè. Mẫu này thì full size các chị yêu nha. Hoa hồng cỡ có nơ hả chị? À ok, đợi em xíu. Hoa hồng cỡ có nơ, sau này nha. Rồi, giờ mấy body này của em trước đi. Có co giãn, nãy thấy có chị khách size to hỏi em, mà em hỏi lại thích đầm ôm, xè, suông, không thích trả lời em gì hết. Giờ em mặc đỡ cái này thử nha. Đầm body này co giãn tốt đó cả nhà. Cái chất này nè,
nó còn dạng tốt. Đợt này thì full size, số lượng còn đầy đủ, chị nào đặt em cũng chốt hết cho mình, khỏi phải sợ luôn. Váy này thì ai mua cũng sẽ có hàng, size 199k, body B nha cả nhà, chất ánh kim nè. Chờ chị thử nguyên nha, sale giá tiền 199.000 luôn, 1361 kèm số điện thoại cho em, size 199k nha cả nhà. Size từ 40 cho tới 65 hoặc thậm chí 68-70. Rồi sẽ tà ở phía trước nha. Riêng cái đầm bi nè với mấy cái đầm mà body mới gần đây á, là em có may là sẽ tà ở đằng trước hoặc là sẽ xéo hay là sẽ hai bên nha. Đó thì cái kiểu nó mới. Còn chị nào thích những cái kiểu mà sẽ đằng sau thì em vẫn có. Đây nè, cái mẫu này là sẽ đằng sau nè. Đây, cái nhung ôm matron này là sẽ đằng sau ha. Còn nữa nha, em cũng có mấy cái sẽ đằng sau á, chút có gì em mặc tiếp cho mình coi. Tại nhiều khi mấy chị mặc hở đằng trước chưa có quen. Rồi 1361 cho chị Thúy Hằng có đơn luôn. Nay xe 199. Cái này mua là em chốt hết cho khỏi lo. Chị nào đặt cũng có đơn hết trơn á. Chị Kim Chi lấy 1361 có đơn nè, 199k nè, 199.000. Chị nào lấy cứ đặt hàng cho em nha, 1361 kèm số điện thoại cho em, 99.000, à 199 em nhầm, 199k nha. Body, body B nha các chị, khóa kéo đằng sau lưng, dễ thương không? Đó, sẽ đằng trước nó cũng lạ mấy chị ơi. Lâu lâu kiểu này kiểu kia, có cái sẽ sau, cái sẽ trước mặc thay đổi ha. Rồi chị Bích Phượng, đầm này đẹp lắm, chị mới mua, mặc mát cực kỳ và có lấp lánh nữa. Đúng rồi, ở ngoài mấy chị sẽ thấy ngoài những cái hạt bi này ra, mình còn thấy những cái hạt kim tuyến màu vàng vàng lấp lánh ở phía trên. Cái đó là em dệt chỉ kim tuyến luôn, không có rớt đâu mấy chị. Mà trên live không có thấy, nó nhuyễn quá, cái kim tuyến này nó nhuyễn quá, trên live không có thấy nha, ở ngoài nhìn nó sẽ rõ đẹp hơn. Xe 199k bộ của em, 1361 body B, to giãn tốt, 68 cũng được, 70 nhiều khi cũng vừa luôn. Tại vì em chưa có chắc ăn là tại em cần phải cần có chiều cao với vòng eo của mình, em mới chọn ra cái size được. Cho nên là các chị đặt hàng nhớ bổ sung giúp em đầy đủ cả cân nặng, chiều cao, số đo eo nha. Rồi tiếp theo, cái đầm mà có cái dây phía trên cổ áo nè, mẫu này thì hôm nay sale cho các chị luôn. Đây, đừng quên chia sẻ like nha. Cái váy này các chị nhớ chia sẻ live stream cho em đó. Đang bán like khác hơn 200, like khác 249 nè. Này, cái đầm này like khác em sale 249. Nó có cái dây cột nơ của áo, mình cột cái nơ như vậy cũng được, hoặc cột một nấc thôi ha. Cột một nấc đơn giản cũng dễ thương luôn. Rồi, đầm này vừa có bông bi mà vừa có bông hồng nữa nè. 1387, 1387. Rồi, like này chị nào đặt hàng nha, 10 đơn đầu tiên, 10 đơn đầu tiên em xe 199k cho các chị luôn, 199.000, 10 đơn đầu tiên luôn. Những đơn sau các chị mua thì em phải chốt giá bình thường lại rồi, chứ không có xe 199 được nữa nha. Em chỉ chốt cho những chị nào nhanh tay trước thôi, đặt trước cho em, đặt nhanh đặt đúng á, thì mình chốt luôn giá 199 cái váy này. Đầm mới, đầm này tính ra là bộ sưu tập em mới về gần đây nè. Size còn đủ mà, dưới 65kg vừa, dưới 65kg mặc vừa cho em nha. 10 đơn đầu tiên em xem 199k nha. Rồi đây là 1387 nha các chị, 1387. Giá sale là 199.000 đồng cho 10 chị đầu tiên đặt hàng luôn. Quá dễ thương ha, đầm lụa. Đầm lụa nha cả nhà ơi, chất mềm, mặt mát, nhẹ tinh ha, không có nhăn, vải này ok lắm, siêu mát luôn. Vừa hai to vừa hai nhỏ nè, có dây cột trên cổ áo luôn. Chị nào thích dễ thương thì cột cái nơ, chị nào thích đơn giản thì cột một nấc thôi ha. Size thì em vẫn còn full, các chị khỏi lo nha. Rồi ai chia sẻ rồi, em chốt cho mình luôn, 199, 10 chị đầu tiên đặt hàng, 10 đơn đầu tiên. Chị Thúy Hình chốt 1387 rồi, chị đầu tiên có nè, 9 đơn nữa. Chị Nguyễn Trang 1387 rồi, ok chốt đơn luôn, 8 đơn nữa nha. Còn những chị nào mà đặt sau á, là em sẽ chốt lại giá là 200 mấy ta, 249. Gần đây em sale 249k, có những like 299k luôn. Like này 199, 10 chị đầu tiên, hiện tại còn 8 chị nữa em vẫn chốt đơn 199k nè. Chị Maria Yến ơi, em chưa có thấy cái huy hiệu người chia sẻ của mình á. Em chưa thấy cái huy hiệu cho nên là bây giờ em sẽ để hờ trước cho chị một cái. Hờ trước một cái thôi, rồi chút nữa bên em sẽ chốt tới phiên mình mà kiểm tra chưa thấy chia sẻ thì em sẽ báo lại giá bình thường nha. Lúc đó chị mua cái này 299. Còn bây giờ chị chia sẻ rồi thì em chốt 199k nha, chút em còn kiểm tra lại. Bên em các bạn chuyên viên á còn kiểm tra nữa, chứ không phải không nha, tại em sale rẻ quá. Rồi bây giờ là ok, để hờ chị một cái là còn 7 đơn. Còn 7 đơn nữa sale giá 199.000 đồng. Chị nào nhanh đây, 7 đơn nữa thôi.
7 đơn nữa thôi, những chị mua sao mua giá lại bình thường nha. Chị Bạch Mai lấy 1387, một cái size L, một cái size XL rồi. À, thôi vẫn tính một đơn đi, đơn này chị đặt hai cái vẫn tính cho chị luôn nha. Chốt sale cho chị 199 luôn, một cái luôn. Vậy là còn 6 đơn nữa nha. 199.000, 1387 xe 199 nha, còn 6 đơn nữa nha cả nhà ơi, đặt liền em chốt đơn nè, 199 nè. Còn ai nữa không? Em chào chị Hương Đặng nha. Số lượng có hạn nhưng các chị thấy không? Sale thì lúc nào cũng có sale hết, nhưng mà có khi sale chỉ có 1 phút, 2 phút, hoặc là sale chỉ có 5 cái, 10 cái thôi, cái là về giá cũ rồi. Thì chị nào phải tranh thủ xem livestream, mua trên live là luôn luôn có giá sale. Còn mình không có coi live là giá nó chênh lên cỡ 50, 100, 150 tùy đầm á. Còn 6 đơn nữa nha, chốt xe 199k đó. Rồi để em coi em chuẩn bị thay cái nào đây. 199.000 cho em cái váy này luôn, không đẹp không lấy tiền luôn. Mã số 1387. Chị Bảo Trúc lấy 1387 199k rồi, 5 đơn nữa cho em. Chị Ngọc Lan 1387 199k rồi, còn 4 đơn nữa cho em luôn. Còn 4 đơn nữa chuẩn bị em qua mẫu rồi nha, 199.000 đồng 4 đơn cuối. Thắt cái nơ hay là cột một nấc cũng được á các chị, cột một nấc nó như vậy nè. Đây, ủa. Cột một nấc nó như vậy nè cũng dễ thương lắm. Mình có thể cột một nấc hay thắt nơ gì cũng đều xinh nha. Đây, cột một nấc như vậy. 64 là chị Hồng Thu 64. À 64 là cái nãy em giao 99 rồi, ok. Đây, cột một nấc nó sẽ như vậy nè cả nhà, cũng dễ thương luôn. Chào chị Lê Khánh ạ. À. Dạ đang mặc là xe 199k nha. Đây 4 đơn nữa thôi. Bây giờ 4 đơn nào, nào tiếp theo em đọc tên là sẽ chốt 199. Còn lại những chị nào mà em đã thay mẫu rồi ha, mình đặt chậm là sẽ chốt lại giá hơn 200 nha. Em có nói trước mà nhiều khi khách vẫn không biết, xong lại trách em là sao kêu sale mà đến lúc chốt hàng lại báo giá cao hơn, sóc lừa này kia nữa. Rồi chào chị Võ Minh ạ. À. Chị Thanh Mai cái này đẹp chị mua rồi, cảm ơn chị yêu nha. 199.000 đồng 4 đơn nữa nha. Rồi bây giờ chuẩn bị em sẽ thay một cái đồng khác đây. Nhanh nhanh các chị yêu ơi, thời gian có hạn, em còn 4 đơn em sẽ để dành ở đây. Chút xíu có chị em mặc lần hai em chốt tiếp nha, để dành 4 đơn lại. Bây giờ em chuyển mẫu khác nha, chứ em không có đứng lâu một đầm được. Vẫn còn 4 đơn nhưng mà ngưng nha, chút xíu mặc lần hai mới tính. Rồi đây, lên cái mẫu này xe 129.000 đồng. Đẹp mà tiếc quá còn size nhỏ thôi. Đây là 1355 nha các chị. Có chị nào mua cái váy này chưa? Có ai đã mua được cái váy này của em chưa? 1355 nè. 1355 váy von, đầm von hai nhí màu đen, đầm hai lớp luôn. Form này là dưới 50 kg cho em. Sale luôn với giá tiền là 129.000 đồng thôi, 129k. Đầm von xòe hoa nhí dễ thương quá trời luôn. Hôm nay chốt sale là 129.000 các chị yêu nha, dễ thương quá mà lẽ sai rồi. Vì lẽ sai nên mới được giá sale này nè. Chứ cái này bình thường em bán 300 á. Bình thường em bán nó 300, giờ nó lẻ sai rồi em sale 129k với chị luôn, 1359. À quên, 1355. 1355 giá tiền mới là 129 nha cả nhà. 1355 giá tiền 129.000 đồng. Chất liệu đầm von xòe hai lớp, ở trong là có lót nha. Rồi tay có nhúng thun nè, eo có đính đá lấp lánh nè. Màu này xinh ha, còn một màu nữa. Cái váy này thật ra có tới hai màu lận. Đang bán bằng nhau là 300. Bây giờ cái màu đen nó lẻ sai, em sale nó xuống 129. Chị nào vừa thì cái đen coi như là em chốt lỗ cho mình luôn. Còn cái màu của về này vẫn là 300 cho em nha. Tông màu của về này vẫn 300 nha cả nhà. Chỉ có cái đen em mặc size M là em sale thôi. 129.000 đồng, màu đen là 1355. Bởi vậy chị nào vừa là tính được cái giá hồi luôn ha, 129.000. 129k các chị yêu nha, 1355. Đầm shop ơi, hôm qua đầm màu tím của cô đâu rồi? Đầm màu tím của cô. Đầm nào cô? Đầm nào cô Phạm ơi, con quên mất tiêu mã rồi. Cô có nhớ mã không? Cô có nhớ mã không? Để con kiểm tra cho, để nay con không có nhớ qua cô đặt cái nào. Tại tím con nhiều, cái đầm nó màu tím tím lắm. Tím của vàng rồi, tím rượu vang rồi à, ren tím. Rồi body tím nhung nữa. Đó, cô đặt cái tím nào? Con quên mất tiêu đơn qua cô đặt cái nào rồi. Rồi bây giờ con bây giờ em mặc cái này đây là 1355 nha cả nhà, von xòe hoa nhí. Em chào chị Thảo Lê nha. Dạ có một túi, đầu này có một bên túi nè. Giá sale hôm nay là 129.000 đồng luôn. Size thì em toàn size M với lại size M thôi.
Em toàn size M thôi, size 129K, 50kg đổ về là vừa. Trên nữa là em hết rồi nha. 129 size này của em, dễ thương không? Đá đính sẵn. Đá đính sẵn luôn với chị yêu ơi. Chào chị cà rốt nha. Hôm qua chị mới nhận hàng, lên farm vừa y luôn, đá xóa bị hiền. Em cảm ơn chị Ngọc Thảo, đúng rồi, xóa bạn. Khách nhận mà vừa là em vui rồi. Chỉ sợ mấy chị mà không vừa này kia hay là mình không ưng thôi. Nếu như có vấn đề gì đơn hàng mình cứ nhắn cho bên em hỗ trợ nha. Cặp mặt mặt cái màu cam đất đi shop, màu cam đất hả chị? Cam đất. Cái này là cam cà rốt đó chị, cam đất là chuyến trước. Đợt trước em có về một cái màu cam đất là cái cổ vest luôn. Nó tối hơn cái này. Cái đó đúng chất cam đất đó. Còn hôm nay em hết rồi. Màu này là màu cam cà rốt đó chị Thiên Vân ơi. Đây nè, cái này là cam cà rốt chị yêu nha. Mẫu này là màu cam cà rốt nha, không phải cam đất đâu. Nếu mà chị thích cam đất thì cái này nó hơi tươi hơn so với cam đất chút xíu. Dạ rồi sao nghe kịp với trẻ được. Cô Phạm ơi, không nhớ sao chốt đơn được. Hôm qua cô đặt hàng có mã chưa? Tại vì tất cả những đơn hàng ở đây á, các chị đặt á, là phải có mã số, phải có số điện thoại cho em nha. Nhiều khi em đọc tên chốt đơn em đọc nhanh á, mình cũng cần quan tâm. Mình chỉ cần nghe được cái mã số cho mình đặt hàng. Em mặc mẫu nào em cũng có lặp đi lặp lại ít nhất phải 5-7 lần cái mã số. Lúc mà em đứng giới thiệu 1-2 phút gì đó, em lặp đi lặp lại chỉ có cái mã số, giá tiền, cách đặt hàng thôi. Như cái của em nè, em chỉ có giới thiệu nãy giờ là 1355 cộng số điện thoại 129 với chị nghe không? Mình đặt giống như vậy cho em nha. Chứ giờ không có mã số em bó tay luôn. Giờ con đâu có nhớ qua cô đặt cái nào đâu. Cô nhớ cái kiểu nó may sao không? Cái kiểu may sao, cái màu sao? Cô nhớ là phạt đặt phải có mã giúp con nha. Chứ không thôi là con không có chốt đơn được á. Nhiều lắm, nhiều đầm màu tím lắm cô ơi. Tại không thấy hết. Cái này là màu cam cà rốt nha chị, được không? Cam này nó sẽ hơi tươi hơn so với là cái đợt trước em về cam đất nha. Đợt trước cam đất nó tối, còn cái cam cà rốt này nó hơi tươi hơn một chút xíu á chị. Được cái nó dài hơn. Vét màu cam này là đang là em vét dài nhất chuyến hiện tại, dài hơn mấy cái vét kia. Mấy cái vét kia em mặc nó chỉ tầm ngang gối hoặc trên gối, thì cái màu cam cà rốt này nó phủ gối luôn, bắp chân của em luôn. Đó, màu này được cái nó dài, đẹp, chất xịn luôn. Được không? Được, em giới thiệu nha. Rồi còn em mặc là 129 bạn. Em mặc 129.000 đồng. Sale luôn 129k váy này luôn, nhưng mà chỉ có size M thôi. 50kg đổ về cho em là vừa nha. Váy đang mặc là 132 1355. 1355 sale 129.000 đồng luôn, đặt sớm thì em chưa size nè. Rồi đây em có cái tím này mà không biết phải hôm qua cô coi tím này không cô Phạm. Cô coi giúp con phải cái tím này không? Hay cái tím nào? Ôm hay xòe hay body hay kiểu sao? Cô miêu tả lại cho con một chút đi, chứ con không có nhớ là cô đặt cái nào. Rồi, em mặc thử cái ren tím với chị coi nha. Ren tím này thì hôm nay nó lẻ size nè. Giá thì có 149 thì phải. Đâu để em coi coi, 1250. Mẫu này thì rẻ, tại lẻ size rồi. 1250, rồi em sale 149 ngàn luôn nha, rẻ không? 149 thôi. Có điều là size nó chỉ còn size L. Em còn size L thôi cả nhà ơi, em 76 độ về. 1250 em sale giá là 120 à 149k. 149k nha, chỉ còn size M, size L nha cả nhà. 1250. 149. 1250 149.000 đồng, em chỉ còn size L thôi. Chị nào dưới 50kg đổ về cho em. À quên quên, 55 57 luôn, quên cái này form rộng. Mẫu này chất ren thì không phải nó to giãn nha, mà do cái form của nó rộng á. Là do cái form của nó rộng á các chị yêu nha, cho nên là cỡ eo 76 độ lại. Chị nào eo 76 độ về mặc vừa cái ren hoa tím này của em dáng xòe. Xe phồng, cái này nó có cái độ xốp phồng nha, chứ không phải là mềm rũ nha. Cái ren tím này nó phồng nha cả nhà, xốp phồng lên rất là xinh. Giá sale là 149k, cỡ 55-57kg hoặc đo eo dưới 76 cho em là ok. 149.000 ren hoa màu tím. 149.000 váy này của em, 1355 chị cao 1m50. Mình bao nhiêu ký chị Phương Thanh? Tại cái đầm đó eo 70 à, eo 68 70 đi. Đầm này nè, tao để em đo coi.
Cái váy này á, mét 50 thì không sao chị, tại cái độ dài thì mình có thể mình lên like đồ. Quan trọng là cái eo á, chị đo cho em cái phần eo đi. 50 kg đổ về chị nha, eo dưới 70 cho em. Eo 68 70 đổ về cho em là vừa nha, đo cho em cái phần eo. Nếu eo chị dưới 70 thì chị vẫn có thể đặt được luôn. Còn nếu mình mặc thấy nó hơi dài thì cứ lên like ha. Dài thì không sao, dài lên like dễ. Có sợ là nó trật eo á. Rồi, dầm em mặc 1250 nha. Tầm đúng rồi. Tím đó cũng được. À nhưng mà cái tím này thì lại không có size của cô Phạm rồi. Tiếc quá, 68 kg cái này không vừa cô Phạm ơi. 68 kg là con có cái tím này được không? Con có cái này gọi là màu rượu vang á, tím tím hồng hồng này được không nè? Mẫu này thì cô vừa. Mẫu này thì cô vừa nhưng mà giá nó lại là 299. Nồi đây mẫu mới, đồng nhung tím mới về, size có size của cô luôn. 68 70 kg cô mặc vừa. Giá 299 chứ không có sale trong mấy như như mấy cái đồng kia được, tại này chuyến mới mà, mẫu mới nhất của bên em luôn ha. Đây tím này được không cơ? Tím này được không? Tím màu này là hơi hơi màu rượu vang, hồng hồng tím tím đỏ đỏ đó nha. Mẫu này thì 299k, co giãn thì khỏi lo, mẫu này 70 kg mặc được. Giá 299, ok thì để con giới thiệu luôn. Rồi cam cà rốt hả chị? Cam cà rốt 299 ngàn hôm nay chị yêu ơi. Cam cà rốt hôm nay 299. Bữa trước em có một cái ngày sale 199k. Có một ngày sale 199k. Em nói với chị ơi tranh thủ đặt hàng. Trời ơi cái này là ngàn năm có một luôn. Không đặt bây giờ em sale nó lại 299 rồi. Cam cà rốt hôm nay bài live này của em 299k rồi các chị yêu ơi. Nha 299. Lâu lâu mới chị thấy có những cái live stream sale giá đặc biệt luôn. Hôm nay sale mẫu này, mai sale mẫu kia. Đó, đây là cái gì mà tranh thủ. Có những live sale nhưng mà vài hôm nữa ngưng rồi. Đồng tiền, đồng cam cà rốt hôm nay 299 nha. Và em cũng không có biết là khi nào là có cái chương trình sale lại 199 đâu. Cái này em không hứa trước. Các chị cứ theo dõi live thì có khi gặp đúng hôm sale. Còn ngày hôm nay là 299 ngàn nha. Cam cà rốt hôm nay 299 ngàn. Rồi, em mặc thì đang sale là 149 nè. Cô phải không thích mẫu đó hả? Vậy thì không vừa rồi. Con còn cái tím nào vừa không ta? Tím thì hết mất tiêu rồi. Có mấy cái tím thì lại không có size của cô. Như cái tím này thì cũng không có size của cô. Có cái này là cũng gọi là màu cụ dền á, thì cũng không có size 68 kg luôn. Buồn luôn. Có mỗi cái tím nhung thì cô lại không thích. Tím của con thì hết hàng size to rồi. Mẫu này bây giờ con chỉ có size cỡ 40 cho tới là 57 thôi nha. Ren tím của em xem 149 ngàn á, là có size từ 40 57 kg nha các chị. Đặt liền nha. Tiếc quá. À cái này có co giãn được không ta? Cái này co giãn nhiều không ta? Để con mặc thử cho cô coi cái tím body này được không? Cô thích body không cô Phạm? Nếu mà cô thích body thì vớt vát được cái tím này nè. Sợ cô không không chịu body thôi. Đây, cái tím body này là 1392. Thì giá của nó cũng là 299. Tại đây cũng là chuyến mới về. Đồng này cũng chuyến mới về bên em. Ê có co giãn nè, cái này được cô ơi. Cái này co giãn được nè. Đồng này 6-7 kg độ về cho em được luôn nha. 1392 tím nhung body. Có kim tuyến lấp lánh. Đây, xoay nhẹ nhẹ mấy chị thấy không lấp lánh không? Đó, tím nhung body cho em 1392. Hôm nay sale là 299 mẫu mới. Được cái co giãn tốt, 6-7 kg độ về luôn. 65-67 kg độ về. Các chị cứ đặt hàng cho em luôn. 299 ngàn, đầm mũ tím. Tím mà có kim tuyến rồi nha. Rồi cái hàng cúc nó cũng màu tím luôn. Đây body đuôi cá. Body đuôi cá chất nhung. Đợt này chất nhung nó mới co giãn đó. 1392 cái chị nha em đang mặc là 1392 body nhung. Body nhung sale còn 299 ngàn. Chào chị Thư Yến ạ. À. Dạ đang mặc là em sale 299 ngàn chị yêu ơi. Có co giãn chị bao nhiêu ký? 1392 nha. Mẫu này có co giãn nha cả nhà. Hôm nay em sale là 299k nè. Đây có hàng cúc. Cúc cũng màu tím luôn. Đó, hết tổng thể màu tím hết luôn. Đồng thì có hàng những cái hạt kim tuyến lấp lánh mấy chị thấy nè, nó như bầu trời đêm vậy đó. Đứng xa xa như vậy vẫn lấp lánh và đứng gần nhìn nó rõ hơn ha. 1392 body nha, body đuôi cá chất nhung có kim tuyến lấp lánh cho các chị luôn ạ. À. 67 kg độ về cho em nha, sale luôn là 299 ngàn nha cả nhà. 299 ngàn. Chị nào ưng thì đặt cho em là 1392 nha. Có gì bên em mà alo trực tiếp tư vấn sau nè. 1392 chị Minh Thì chấm bài cho em nè. Lâu lâu các chị cho chấm bài cho em nha. 1392 em đang mặc luôn. 299. Rồi chị nào lấy mẫu này mình đặt cho em nha, mã hàng kèm số điện thoại. Đầm đâu rồi ta? Ủa cái comment em mới thấy mà nó nhảy ra mất tiêu rồi. 64 này em thấy em trả lời cái này rồi phải không? Lâu lâu nó bị đứng comment hay sao á.
Em mặc là 1392 nha cả nhà ơi, 1392. Giá hôm nay sale chỉ có là 299.000 thôi. Mẫu này được cái nó co giãn 65-67 kg độ về cho em là được luôn ha. Chất có co giãn nè. Đó, mà không có lo là nó bị ơ quá, không bó quá không. Mấy chị thấy em di chuyển không? Mình bước đi là cái đầu gối mình đẹp, không có sợ gì hết. Tại ngay đây nó xài đuôi cá rồi. Đuôi cá là các chị đi dễ lắm nha. Thường chị nào sợ mặc body ơm á, là cứ lựa đuôi cá cho em là đi dễ lắm. Rồi, màu tím có kim tím lấp lánh 299.000, 1392 cho em. Em chào chị Lan Chi ạ, 1392 nha. Chị Lily Nguyễn có đơn nè. Rồi, size M có đầu này full size chị yêu ơi. Mẫu này full size ML, XL và 2XL. Chị nào lấy thì cứ đặt hàng cho em. Có gì bên em alo trực tiếp và tư vấn size cho mình nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. Size M, size L, XL và 2X luôn. 1392, 1392 kèm số điện thoại 299.000 đồng. Size từ 40 cho tới 65 kg mặc vừa cho em nha. À 67 luôn. Có co giãn á, có cái tím này thì ok co giãn nè. Còn cái kia thì nó không có co giãn, cái ren tím nó chỉ còn size nhỏ. Rồi bây giờ em lên nốt cái hoa hồng đỏ nha. Nãy có chị khách kia khen cái váy này là đẹp mặc mát, mấy chị có thấy không? Mẫu này nè, nãy có chị khách comment khen hoa hồng đẹp mát là cái mẫu này nè mấy chị. Coi thử đi, dễ thương mà rẻ nữa, 149 nè. Đây là 1340 hoa hồng đỏ. 1340 là hoa hồng đỏ các chị yêu nha. Hôm nay là em sale có 149k cho các chị luôn. Rẻ không? 149. 1340 149.000 đồng. Em còn size M, size L, XL, 2X cái này full size luôn. À cho chút tím ren cho cô 149. Nhưng mà cô Phạm ơi, cái tím ren không có vừa cô Phạm ơi. Cái đó cô về là không kéo khóa được đâu. Tại vì con chỉ còn size dưới 55, 57 thôi hà. Thật luôn, đồng đó là bây giờ cô không muốn chốt, con cũng không dám chốt nữa. Không có vừa cô ơi, mà không vừa. Đầm tím ren cô mặc không vừa nha. Bây giờ cái này chỉ có size với 76 à. Số ký cỡ 55, 57 cô ơi. Đó, nhiều khi mấy chị thích em cũng dám chốt cho mình luôn. Phải vừa mới dám chốt. Đầm này không vừa cô nha. Có gì cô lựa mẫu khác cho con đi. Chứ cái này con dám chốt đâu cô. Con sợ về cô nhận cô lại mặc không vừa nữa. Đó, lại lúc lúc đó lại mất thời gian mình đổi nên là thôi nha. Mẫu này không có vừa cô ơi, đầm này dưới 55 57 kg hà. Cô 68 kg là cô phải lựa những cái đầm co giãn á. Rồi, bây giờ em mặc cái này là 149 nha, 149.000 đồng. Size từ 40 cho tới 65 kg mặc vừa cho em, mẫu này thì full size. Đầm em đang mặc là full size các chị yêu nha, xe 149.000 đồng luôn. Size ML, XL và 2X, chị nào dưới 65 kg cứ đặt hàng cho em. Đó, em 84 đổ lại, cái này size chuẩn nè. Mẫu này size chuẩn các chị cứ đặt luôn. ML, XL, 2X luôn, cứ em 84 đổ về. Hay số ký dưới 65 thì em sẽ có hàng nha. 1340, xe 149 nè. Em chào chị Nguyên Vi nha. Rồi chị Lily Phở, chị 45 kg hoa hồng chị mặc vừa không em? Dạ vừa, cái này full size. Đầm này size nào cũng có, 65 đổ về. Cái cổ mấy chị xem nó hơi vuông bầu đúng không? Nó không có vuông hồng, ha, nó hơi vuông bầu chút xíu, vuông tròn tròn chút xíu. Chị Thanh Nhàn lấy 1340 hoa hồng đỏ của em nè. Ok, em bảo đảm với chị nhận cái đầm này là chỉ có thích thôi, không làm cái chị thất vọng đâu. Hoa nó cũng đẹp, kiểu nó cũng dễ thương mà ai cũng hợp hết trơn á. Tay lỡ nè, phông dài qua gối nè, đó. Rồi có túi hai bên nữa đây, chất thì cực kỳ mát và không có nhăn. Nói chung là ai nhận cái đầu này cũng không có lý do gì để mà chê luôn các chị thật sự. Nãy cái cách em mới nói hoa hồng đẹp mát. Đây các chị thấy không? Đẹp rồi mình thấy được không? Mát các chị về nhà mặc trải nghiệm cho em, siêu mát luôn. Lụa mango nha, không mát không lấy tiền luôn đâu, phải em nói vậy luôn á trời. 149.000 cho em thôi, 1340. Dạ trong like thôi hà, còn khi tắt like về giá cũ. Các chị mua trong cái like này em đang sale là 149. Còn những like khác có khi các chị xem là 240, 270, 300. Nói chung nó cũng tùy vào cái chương trình sale của mỗi ngày. Đó, ngày hôm nào các chị xem like mà thấy giá rẻ phải đặt liền. Chứ có khi ngày mai ngày mốt nó về lại giá cũ mất tiêu rồi. 149.000 cho em cái váy này nha, 1340. Em chào chị Lan Anh ạ. Eo 85 hả chị? Eo 85 em sợ nó hơi ôm. Nè, cỡ eo 84.
tấm lam em sợ nó mặc vừa khít đó, chị mặc vừa khít được không? Trường hợp mà chị mặc ôm vừa khít luôn đó thì ok vẫn mua được, còn chị thích mặc mà kiểu như nó rộng rộng chút xíu á, như em nè, mình thích mà rộng rộng chút xíu cỡ 1-2 cm như vậy mới thoải mái á, thì có lẽ hơi chật nha. Còn eo 83, 84 cho em là thoải mái thôi, chứ 85 là hơi ôm khít á. 1340 kèm số điện thoại, em xem 149.000 đồng luôn. Chị nào lấy mình lên đơn sớm nha bên em nha, có chuyên viên hỗ trợ tư vấn size cho mình nha cả nhà. Đặt hàng sớm để em chừa hàng chừa size giảm giá nè. 1340 kèm số điện thoại cho em luôn. 1340 kèm số điện thoại cho em nha cả nhà, đặt hàng sớm để em chừa hàng chừa size nha. Nhanh tay các chị yêu ơi, có gì bên em tư vấn size sau. Được tư vấn size trước khi giao hàng nha cả nhà. Mình ưng mẫu nào cứ đặt cho em cái mã số vô với số điện thoại vô, cũng như là chia sẻ đồ em sẽ rút đơn ha. Rồi và livestream này bây giờ em sẽ lưu lại nha, chị nào vô trễ xem lại giúp em, hoặc là mình đóng rồi những livestream kế tiếp cũng được nha. Chúc các chị buổi sáng vui vẻ ạ.